Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hai cách vận hành của cái lưng nó chỉ là thứ đầu tiên, đây là cái đường cốc hơi mà hơi sẽ lấy trực tiếp từ máy lên khí này sang, được chưa? Khi anh muốn lên cầu thì anh đảm bảo với em đầu tiên chúng ta có dầu đậm quá, chúng ta cũng đang khí đậm quá, chúng ta bỏ cái này ra là dầu sẽ bị nó đúng đấy, nó đúng đấy. Khi anh bỏ cái này ra, dầu bắt đầu nó có khí nén là xong, nó sẽ đủ trực tiếp từ mình dầu này qua cái đường ống dầu này để đẩy cái bên này lên, được chưa? Khi đẩy cái bên này lên, anh cũng dừng lại quá ở đây bên này, nó sẽ dừng, nghĩa là dầu sẽ không bị cốc ở bên này, nó sẽ dừng lại. Còn anh muốn lên nữa thì anh phải bỏ ra, anh muốn dừng lại cái điểm nào bên này để khó vào. Cái thứ hai, cầu này là anh lên tối đa được cái bên là 1,5 mét, cầu lên cầu với đi so với mặt nước không? Lên được tối đa là 1,5 mét, nhá. Bây giờ tôi hướng dẫn cách này cầu, đầu tiên là thừa cái bên. Lạc hơn chứ vậy. Chuyển sang con này, bắt đầu ra hơn, nó chạm đúng rồi cho mình chạm. Khi hết hơi rồi, bắt đầu anh bỏ cái bàn này. Bắt đầu tôi chắc một chút. Cái này là những cái bàn đó, chương trình được, chương trình này đóng khó rồi em. Quay mua xuống rồi này, bỏ khó rồi em. Bây giờ anh muốn lên cầu nhá. Đây anh làm được thôi. Bên này là nam, bên này là trả. Đây là quá rồi, quá rồi. Cái này là hơi nó vào đi rồi. Nó đầy, nó kêu luôn. Không được kêu xong ấy. Không kêu nữa là hơi nó quá đầy rồi. Để vào luôn rồi. Bắt đầu anh bỏ ra. Chạm nhẹ bắt đầu nó xoay cầu.
khóa lại cho em rồi. Hiện tại bây giờ là cái dầu nó đang đỗ rất là đi men, và cái bớt nó đang mút một cục đi men rất là chặt, nó không được bơm dầu lên, nó sẽ bị mút lại nên xoay rất là khó. Sau khi mà sử dụng khoảng vài ba năm, cái bớt nó bị mục, nó đang mút lại nên xoay rất là chặt. Mở đấy. Khi anh xả ra anh đổ nó ngang mắt đỏ hoặc là đến mắt đỏ, không biết là dao động trong mắt đỏ không được thấp quá.
không được thấp quá nửa cái này nhá, lúc nào cũng phải trên nửa cái mắt đỏ này. Còn là đến chớm cái mắt đỏ này đấy, không được đổ đầy quá, mà cũng không được đổ ít quá. Anh chỉ đổ ngang cho em thôi, còn tầm này nó đâu, còn là trên còn lại một tí. Nếu anh đổ nhiều quá nó sẽ văng dầu, đây là xem măng, nó sẽ khổ dầu ra ngoài, nó làm hỏng xem măng này, để dầu nó dỉ ra ngoài. Nếu mà quá nhiều, cái này thì xài bao lâu thì phải thay. Đối với máy này nhá, anh hoạt động cho em một tuần đầu tiên anh thay dầu luôn. Kể cả máy rửa xe cũng thế, máy rửa xe chưa lắp, đây máy lắp thì mới vừa xuống lắp thì sẽ bàn giao lại máy rửa xe. Để thay dầu cùng một lúc luôn. Một tuần đầu tiên anh chạy anh thay dầu giúp em. Đó. Sau đó tiếp tục từ lần thứ hai trở đi cứ 100 giờ. 100 giờ hoạt động của máy anh thay dầu giúp em. 100 giờ. 100 giờ cũng là khoảng tầm ví dụ một tháng hoặc là một tháng rưỡi nữa. Anh thay dầu. Quan trọng với cái máy này thiết bị như thế này. Đấy, thay dầu và bảo dưỡng bảo trì định kỳ giúp em. Một thứ đất. Cách thứ hai nữa là nó một cái muốn xả nước nữa. Xả nước hả? Đúng không? Có nghĩa là khi lén ra bình này, đúng không? Xả nước của bố. Ở trong cái bình này nó sẽ tạo áp suất cho không khí mình có độ ẩm. Và áp suất nén lại nó sẽ đọng những hơi nước. Cái lúc này nó sẽ đầy cái bình chứa này lên. Nên khoảng tầm 1 tuần đến 2 tuần đấy, kiểm tra xem thường xuyên cái phần nước ở trong bình chứa. Nếu mà nước trong bình chứa quá nhiều thì là cái bình chứa này sẽ giảm cái diện tích chứa của lượng hơi xuống. Có nghĩa là khi đó là cái máy hoạt động sẽ nhiều hơn. Tại vì anh chỉ cần mở van cho phát máy đã chạy rồi. Tại vì cái diện tích bình chứa trong nó chiếm bởi nước rồi đó. Thì nó cũng xả luôn. Ở đây nó cũng không xả. Xả nước cái gì? Đúng không? Dưới này nó có những xả nước. Chỉ xả giúp em. Khi xả thì lưu ý giúp em. Khi xả là anh xả giúp em xuống còn 2 cân hơi đã. À còn 2 cân hơi mới xả nước. 2 kg hơi, có nghĩa lúc anh phải tắt áp rồi. À, không có xịt ra gì. Đúng rồi, anh xả ra còn 2 kg hơi đâu. À, ok. Còn 2 kg hơi bắt đầu anh xả cái van ở dưới ra giúp em. Thì nước vòng vò cùng áp suất nó sẽ đi ra ngoài đi. À. Khi hết hơi bắt đầu là anh đóng van vào. Anh phải đóng máy vào. Anh được áp thì cho máy chạy kịp thời giúp em. Quan trọng là cái đó giúp em. Đó, ok. Đối với cái máy đấy chính là một đầu đa cũng không đúng rồi. Đúng không? Có khi anh xả hơi anh bỏ van ra anh cắm cái xịt khô mà. Anh tắt máy đi xịt lên còn 2 tí. Bắt đầu mình bỏ van nước ra. Anh nó xả và thay cái van này. Không không, có nghĩa là mình có một cái đầu trang này rồi. Cắm cái xịt khô vào mình xả cho nó còn 2 tí. À. Xả nó còn 2 tí bắt đầu mình mở cái van nước ra. Khi nào hết hơi là đồng thời trong bình chứa nó cũng hết nước. Đồng thời trong bình chứa nó cũng hết nước. Đấy, cơ bản đến cái mặt nào tất cả những cái như này trước có những cái kia tôi cho em xuống rồi ra vào ok xong thì đấy các bạn nào luôn vừa đến quá. cuối ngày nhá để tránh tình trạng nó mình do hơi hoặc mình hơi đấy quá là như vậy báo cho hoàn toàn mình chơi lượng bỏ ra cho các bạn cái tình trạng nó mình chỉnh hơi qua đây thì cái máy đột ngột nó chạm hoặc cuối ngày em tắt cái CD anh có CD của anh rồi ấy. 3 cái rồi, hai cái cắm ở trong kia, cái to hay cái nhỏ trong kia đấy. Tôi ra bán ra rồi. Ok, tắt máy đi.